Quý vị và các bạn nào xem biết con gì thì bình luận để cho mình biết với. Xin chào quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn đang xem thì mình đang quay một con này, mình cũng không biết là con gì nữa. Dịnh nó rất là giống con rắn mối. Có ông anh cũng kêu con rắn điêu điêu. Mà dịnh nó dài sọc à. Quý vị và các bạn mà có xem á, nếu biết con gì thì bình luận lại để cho mình biết với. Để mình quay sát xuống xíu nữa để quý vị và các bạn cùng xem nè. Đây là nó có bốn chân luôn, hai chân sau và hai chân trước. Nhìn mình nhìn nó rất là giống con rắn mối luôn mà sao nó dài dữ xíu à. Nãy thì mình đang quấn pizza trên đây thấy con này nó ở dưới cái ao nó chui lên, tại mình đang ở sâu già. Bên đây giờ trời tối rồi đó. Nhìn nó rất là giống con rắn mối luôn. Mình quay ban đêm nó không được rõ lắm, mong quý vị và các bạn thông cảm. Nó dài dữ ta, kỳ vậy. Để em lấy cái gì mà khiều. Nó bò đó. Quý vị và các bạn nào xem biết con gì thì bình luận để cho mình biết với. Mình chạy em kiểu vô. Nhìn nó giống rắn mối mà sao con mình thấy con này nó dài quá tôi không biết. Thôi mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Hẹn quý vị và các bạn clip sau.